Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 83, ngày 14, để nhận được ơn phước, Kinh Thánh Sử Ký Nhất đoạn 28 câu 8, câu ghi nhớ Sử Ký Nhất đoạn 28 câu 8 phần B. Ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và gìn giữ các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Sử Ký Nhất đoạn 28 câu 8, Kinh Thánh Cựu Ước trang 399. Vậy bây giờ tại trước mặt cả Israel là hội chúng của Đức Giê-hô-va, đương có Đức Chúa Trời của chúng ta lắng tai nghe. Ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Câu ghi nhớ chúng ta trong câu 8 phần B, chúng ta tô màu bắt đầu chữ ta. Ta xin các ngươi, ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Trong phần tìm hiểu, vua David khuyên các lãnh đạo của dân Israel làm gì? Kết quả ra sao? Ta, chữ A, chữ tờ, rồi chúng ta xem coi. Tại trước mặt, chúng ta xem cái câu A có cái chữ tờ, chữ ca, có cái chỗ trống, mình điền cái từ cho đầy đủ nghĩa, và chữ g, g. Như vậy chúng ta xem ở trong câu Kinh Thánh của chúng ta là thấy có chữ là tìm kiếm. Tìm kiếm đây, tìm kiếm, tìm kiếm, và GG là gì các em? Là gìn giữ, gìn giữ. Tìm kiếm, khi tìm được rồi thì gìn giữ các điều răn của Giê-hô-va. Điều răn là những điều Chúa dạy dỗ, răn bảo dạy dỗ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Kết quả là gì? Kết quả là N lấy xứ tốt tươi. Là gì các em? Nhận, nhận lấy xứ tốt tươi này. Nhận lấy xứ tốt tươi và để lại cho, và để lại cho gì? Con cháu. Họ làm cơ nghiệp đời đời. Và chúng ta thấy ở đây có cái điều mà Chúa bảo ở trong việc dạy dỗ cho dân sự. Ở đây là ông vua ta, có vua David đây, vua David nói chuyện với cả dân sự
và nói với Salomon là con trai của vua David chuẩn bị lên làm vua. David nói về việc xây dựng đền thờ cho Chúa, và David nhắc nhở Salomon cũng như dân sự là hãy tìm kiếm và gìn giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va để rồi nhận lấy sứ tốt tươi mà Chúa ban cho các ngươi và con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Trong phần nhận biết, vua David kinh nghiệm khi vâng theo lời Chúa thì nhận được ơn phước của Ngài. Khi vâng theo lời Chúa thì nhận được ơn phước của Ngài. Vua David cũng truyền chân lý đó cho những người lãnh đạo của dân Israel. David giải lại cho những người lãnh đạo Israel biết điều đó. Thực hành. Em không chỉ nghe, đọc, học Kinh Thánh, nhưng em phải làm theo, lời Chúa, để em và những người chung quanh em được phước Chúa ban. Chúng ta nhớ ha, mình nghe nè, nghe bằng cái lỗ tai, đọc bằng miệng, rồi học bằng cái tâm trí của mình, và mình quan trọng là phải làm theo, lời Chúa dạy. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp em luôn làm theo lời Ngài. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa. Đã dạy dỗ con qua Kinh Thánh. Xin Chúa giúp con nghe, đọc, học và làm theo lời Chúa. Để con được phước. Và những người chung quanh con được phước. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua Kinh Thánh. Xin Chúa giúp con nghe, đọc, học và làm theo lời Chúa để con được phước và những người chung quanh con được phước. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta làm theo lời Chúa và được phước của Chúa ban cho. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.